nào. Tả vào chờ ăn lịch chín đấy các bạn. Làm bẻ thành tí một ra này. Sao bẻ ra? Bẻ nó sang nhỉ? Thế rồi. Dạy bóc ơi, bóc đi. Cắn la vào đấy đủ rồi. Cắn thêm đi. Rồi. Sơn sắp hết rồi này Sam này. Tăng tốc nhanh. Nhanh không? Sơn ăn hết trước này. Rồi hết rồi bạn ơi. Thôi. Thôi Sam.
Rồi, chắc video của Khánh và Sam và Sơ đến đây cũng kết thúc. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye. Mày ngọt, thế đấy.